Xin chào các bạn, ở trong tiếng Thái thì không có dấu nặng như tiếng Việt, nhưng bạn có thể phát âm dấu nặng với nguyên âm ngắn. Ngược lại thì trong tiếng Việt Nam không có thanh điệu đi xuống, chẳng hạn như pho, mê, còn thanh điệu huyền, sắc, ngã, tiếng Thái và tiếng Việt Nam đều có cả. Thanh điệu đi xuống là thanh điệu màu xanh bầu trời mà trong tiếng Việt Nam không có. Và bây giờ thì mình sẽ cho vài ví dụ tiếng Thái mà đọc với âm điệu nặng, to lộc. Ta lọc, dịch ra là buồn cười. Kế tiếp là tọc lông, tọc lông, dịch ra là đồng ý. Kế tiếp là sụt thái, sụt thái. Nếu bạn để ý đó, sẽ ra u, ngắn mặt nha, không phải là sẽ ra u mặt nha, chữ sụt trong sụt đó. Chữ kế tiếp là rotted, rotted nghĩa là kẹt xe. Mình xài sara y bạn nha, không phải sara y, nghĩa là sara y ngắn đó. Kế tiếp là văn cợt, cũng xài sara y, không phải sara y luôn bạn. Văn cợt nghĩa là ngày sinh nhật. Còn chữ cuối là một léo, một léo, dịch ra là hết rồi. Tà lộc, tọc lông, sụt thái, rốt tịt, văn cợt, một léo. Nếu mà bạn để ý đó, trong câu đầu đó, chữ tà lộc bên tay trái đó, thì viết tắt cho chữ tà lộc bên tay phải đây bạn. Tương tự chữ tọc lông, chữ tọc ở bên tay trái đó, thì viết tắt cho bên tay phải đây bạn. Để cho bạn so sánh chữ dấu nặng đó thì tôi viết thêm đây bạn. Tà lộc là dấu nặng. Thủ lộc là khắp thế giới. Thủ lộc bạn thấy dấu sắc không? Thủ lộc. Không phải thủ lộc mà thủ lộc. Phút bọc. Phút bọc. Không phải là phút bọc bạn. Tì sẽ ra u dài bạn nhé. Kế tiếp là tâm ruột là cảnh sát. Tâm ruột là cảnh sát. Chữ cuối, hàng cuối là một bay một léo. Là một bay một léo, một là kiến đã đi hết rồi, một bay một léo. Chào các bạn trong video tới.